kính chào quý vị. Là Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi về số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Hôm nay là thứ sáu ngày 7 tháng 12. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi lấy nhầm ngày. Nhưng mà hôm nay kính thưa quý vị, ngày âm lịch chúng tôi tính là thành là ngày 1 tháng 11 của năm Mậu Tuất. Và hôm nay là ngày Quý Dậu thì tốt cho người tuổi Nhâm Dần và Bính Ngọ, xấu cho người tuổi Đinh Mão và Tân Mão. Và hôm nay là chúng ta đang vào trong cái thời tiết của đại tuyết, tức là cái thời tiết lạnh và những người ta sẽ phải sử dụng máy hít, thì quý vị phải cẩn trọng đến vấn đề cái hơi thở của mình cũng như cái máy hít đi vào trong cái phổi của mình cho mùa đông. Và như thường lệ thì kính thưa quý vị, chúng ta có một chủ đề trong một chương trình mỗi ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM trong chương trình tử vi và số mệnh. Chủ đề của chúng ta hôm nay chúng tôi muốn nói về vận thời của một người, một xã hội, cộng đồng và một đất nước. Kính thưa quý vị, để có một lá số tử vi để nói về vận thời của một con người thì chúng ta cần có cái năm tháng ngày giờ, nhất là cái giờ sanh, thì chúng ta sẽ có một lá số tử vi để chúng ta nói về cái vận thời của một con người. Và khi nói về đến vận thời của một cộng đồng xã hội thì đây là vận thời của rất nhiều người của chúng ta cộng lại để tạo thành một vận thời của một cộng đồng, một xã hội. Khi đến nói về vận thời của một quốc gia thì các thầy tử vi thường lấy cái ngày mà lễ quốc khánh, tức là thành lập cái đất nước đó, cái tổ chức đó, cái đất nước đó, cái năm tháng ngày giờ và cái giờ sanh là cái lúc mà người đọc cái bản tuyên ngôn tuyên bố cái ngày độc lập của đất nước đó, là ngày khởi thành để tạo ra cái đất nước đó. Thì đó là những cái năm tháng ngày giờ, yếu tố để mà chúng ta dựa vào đó, những nhà tư vi nghiên cứu lý số ta dựa vào đó để mà ta nói. Tuy nhiên hầu hết của chúng ta thì một ít người đã không có được cái giờ sanh của mình, và nhất là chúng ta liên hệ trong cái sự sinh hoạt, từ tất cả những tin tức chúng ta đều sử dụng năm tháng ngày sanh mà thôi, ít ra sử dụng đến giờ sanh. Ngoài trừ những người có nghiên cứu về những bộ môn huyền học thì người ta mới nhớ giờ sanh của mình. Cho nên nói về vận đời của một người, nói về vận đời của một quốc gia thì thường thường chúng ta common sense, chúng ta xét theo cái vận thời, cái sự biến thiên của một con người. Và cái vận thời của một con người bị trực tiếp ảnh hưởng bởi vận thời của một quốc gia và xã hội. Tôi nói ví dụ như là hiện thời bây giờ những người Việt Nam, gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, chúng ta đang ở trong cái thời điểm của quốc gia, của đất nước Mỹ mà nền kinh tế đang phát triển, nhưng mà phát triển ở ở trong cái thượng tầng cơ sở phát triển mà thôi, còn cái hạ tầng cơ sở thì tất cả mọi cái business nhỏ, những cái cơ quan nhỏ, hay là chúng ta nói chung là chúng tất cả nền kinh tế của Mỹ hiện tại bây giờ là đang trong thời điểm thắt lưng buộc bụng, phải tiết kiệm tối đa, phải cắt giảm, kiểm soát lại mọi sự chi phí, xem xét lại mọi sự sinh hoạt tốn kém và chi phí như thế nào. Chính vì thế mà cái nền kinh tế chúng ta thấy rằng là đất nước đang phát triển vững mạnh, nhưng mà cái sinh hoạt kinh tế ở hạ tầng cơ sở thì mọi người gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái mức lương thì không có lên, thế nhưng mà cái tiền thuế đất, thuế nhà lên, tiền thuế sinh hoạt của chúng ta lên, vật liệu, vật chất đều lên, cho nên là cái nền kinh tế vô cùng khó khăn hiện tại. Nhưng mà chúng tôi tiên đoán rằng là đến nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump thì sau năm 2022 thì nền kinh tế của chúng ta mới thật sự được gọi là thành tựu, và từ đó cái mức sống
của hạ tầng cơ sở trong nước Mỹ sẽ được dễ dàng và thăng tiến hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta đang thời gian tôi gọi là tiết kiệm lại, giữ vững lại cái cơ sở của mình, chỉ thành công ở hạ thượng tầng cơ sở, những cái cơ điểm lớn, nền kinh tế phát lớn. Còn những cái hạ tầng cơ sở thì chúng ta hình như là cả nước đang tập trung lại, kiểm soát lại cái sự chi phí, cái sự chi dùng của toàn nước, để chúng ta có một cái sự thành công sau đó, rồi chúng ta mới có một sự sống thành tựu. Và trong cái sau 2020, tức là ý tôi nói là đó là với điều kiện ông Donald Trump sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của ông đắc cử tổng thống. Và chúng tôi cũng tiên đoán luôn là với cái khả năng mà với cái tài trí cũng như là sự thành công của ông hiện tại bây giờ đang tiếp diễn ở trong cái nhiệm kỳ thứ nhất, chúng tôi tin rằng sẽ khó mà có được một đối thủ ngang hàng với ông để mà tranh cử trong nhiệm kỳ kế tiếp. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi có trình bày về cái chủ đề, là chủ đề thứ nhất của chúng tôi nói về chủ đề hôm nay nói về vận của một người, vận của một cộng đồng và vận của một đất nước. Như chúng tôi, phần thứ nhất chúng tôi vừa giới thiệu sơ lược qua về chủ đề, đến phần thứ hai chúng tôi sẽ trình bày đến vận của một con người, vận của một cộng đồng, và thứ ba chúng tôi sẽ bàn đến vận của một đất nước và thế giới. Đến phần thứ tư, phần cuối cùng, chúng tôi sẽ đọc lại hai phần chương Cảm Ứng Thiên Thánh Hiền xưa dạy về đạo làm người, để chúng ta có một cái cơ bản ôn lại những gì chúng ta đã sống trong cái cuộc sống hiện tại, để chúng ta nắm vững được cái bước đi của chúng ta dễ dàng đến thành công và hiệu quả hơn. Như thường lệ thì chúng tôi có một cái chương trình làm cứ khoảng trong thời gian trong một tiếng đồng hồ, chúng tôi có bốn phần. Phần thứ nhất, phần thứ nhì, phần thứ hai, thứ ba và phần thứ tư thì chúng tôi sẽ xoay chuyển trong cái chủ đề của mình muốn nói mà thôi. Và mỗi một lần như thế chúng tôi có cái phần tôi gọi là gọi vào để được giảng giải lá số tử vi, nói về bí mật đời của một con người. Bí mật đời của một con người là chỉ nói một cá nhân mà thôi, không có tính cách rộng lớn và quan trọng như là vấn đề của một cộng đồng và một đất nước. Thì trong việc kế tiếp đây chúng tôi sẽ, trong phần thứ hai chúng tôi sẽ nói về cái vận thời của một con người. Chúng ta sẽ khai triển về vận thời của một con người và vận thời của một cộng đồng. Đến phần thứ ba chúng ta sẽ nói về vận thời của một quốc gia. Đó là cái chương trình của chúng tôi sẽ đi vào ngày hôm nay với chủ đề vận của một con người, vận của một cộng đồng xã hội và vận thời của một đất nước. Đến đây xin mời quý vị vào phần quảng cáo thương mại của đài. Hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.